tất cả các bạn, mình là Rita từ du học Inspiral. Visa 48 năm là cơ hội để du học sinh quốc tế tiếp tục được ở lại Úc sau khi visa 500 hết hạn. Trong thời gian giữ visa 48 năm thì các bạn có thể làm việc để tích lũy kinh nghiệm, đáp ứng các điều kiện để xin visa tay nghề định cư Úc. Chính vì thế mà visa 48 năm luôn hấp dẫn đối với các bạn sinh viên quốc tế. Tuy nhiên thì mình nên theo học những chương trình nào để tối đa cơ hội xin visa 48 năm sau khi tốt nghiệp. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những ngành học đang được ưu tiên nhé. Thứ nhất, đó là tại trường Đại học Edikowan thì các ngành được ưu tiên xét duyệt visa 48 năm sẽ bao gồm cử nhân an ninh mạng, cử nhân khoa học kỹ thuật, cử nhân khoa học y sinh, thạc sĩ khoa học dữ liệu, thạc sĩ kỹ thuật. Còn đối với Đại học Wollongong thì các khóa học được ưu tiên xét duyệt visa 48 năm như sau: cử nhân kỹ thuật, cử nhân công nghệ thông tin, cử nhân về y tế, vật lý y tế và bức xạ, thạc sĩ khoa học máy tính. Tại Đại học James Cook thì các khóa học ưu tiên xét duyệt visa 48 năm bao gồm cử nhân công nghệ thông tin, thạc sĩ khoa học dữ liệu, thạc sĩ giáo dục, thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ công nghệ thông tin, thạc sĩ công nghệ thông tin, thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ khoa học. Tại trường Đại học Federation, các khóa học ưu tiên xét duyệt visa 48 năm sẽ bao gồm cử nhân khoa học tâm lý, cử nhân giáo dục mầm non, cử nhân công nghệ thông tin về hệ thống thông tin kinh doanh, thạc sĩ quản lý dự án kỹ thuật, thạc sĩ công nghệ kỹ thuật về kỹ thuật chuyên dụng. Trên đây mình vừa chia sẻ với các bạn những nhóm ngành hiện đang ưu tiên xét duyệt visa 48 năm tại các trường đại học. Bên mình sẽ cập nhật thêm những trường đại học có những ngành học ưu tiên xét duyệt visa 48 năm để các bạn cập nhật thêm thông tin và tìm được khóa học phù hợp tại các trường cho mình. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ Inspiral Asia vào số hotline 0943 556 128 hoặc email info@inspiredu.com để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nhé.